Chị Thơ, ăn cái gì nữa đi? Cơm cháy. Cơm cháy đầu gà vậy? Chào các bạn. Tôi cũng ngon. Cơm cháy á. Mày xạo quá, mày đem tới mày hỏi cơm cháy ở đâu ra. Ăn đi. Ngon. Ăn nhai gột, quay không được. Để tao ăn. Kể cho các bạn nghe này nè, Phan hả? Dụ gì? Để cho Tâm ăn chút xíu đi. Thì Tâm nói đang đói bụng quá. Thằng là tự nhiên nó bấm máy quay à. Cơm cháy này là cơm cháy trà bông hả? Cơm cháy trà bông, rồi cơm cháy mắm hành nè. Cơm cháy mắm hành, cơm cháy trà bông bữa nay hôm bữa làm như là Tám ăn cơm cháy chấm hành. Mắm hành. Mắm hành. Cái đồ cũng ngon đó. Chợ Hiếu ăn hết cái này. Trong khi chờ đợi mình nói chuyện với mọi người. Xin chào các bạn. Bữa giờ mình không có quay nhiều clip với chị Thơ tại hơi bận. Nhưng mà hôm nay là có một fan ở San Diego gửi cơm cháy lên. Giống hôm bữa. San Diego hả? San Diego. Hôm bữa như mình có nói là sơ phải không? Nha, yeah, hôm bữa là... nói là cơm cháy này là của Petit. 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 Có số điện thoại không? Nè, trong đây nè, ngay đây nè. Ừ, có số điện thoại nè. Đó. Đọc cái hiền. Số điện thoại là 1-858-322-9533. Đó, cơm cháy Petit. Nếu mà ai mà bấm vô cái tên này nè, mà ở trên Facebook á là cũng có đó. Là cơm cháy này là cơm cháy mắm hành. Ai rồi. Mà, ai mà thích kể chuyện đi, em muốn nghe. Ừ, để nhà ai hết rồi. Ai mà thích ăn cơm cháy là mua này à, order này ngon. Ừ. Ship toàn tiểu bang luôn đó. Vậy hả? Nghe đồn vậy. Đó. Rồi. Mày khỏi cầm mày để đây đi rồi ngồi đây nói chuyện okay. Lên sóng với mọi người chứ cầm điện thoại sao thấy mặn thiện, đúng không các bạn? Kể cho các bạn nghe này mày đếm đi. 2, 3, chuyện làng dày. Còn Hương, nó ở Ohio nó qua. Xong nó nói với Tám á, nó muốn làm surprise sinh nhật cho Lê Quang. Nói trời ơi sinh nhật gì nữa giờ này, sinh nhật tháng 3, giờ tháng 4 mà sụp cái gì nữa. Nó nói không, em muốn làm cho anh Quang một cái gì đó cho vui. Em kêu, em rủ mấy bạn này kia xong rồi, có mấy người không có nhiều đâu. Rồi em đặt bánh, em đặt hoa. Nói trời ơi mà công mày ơi, khỏi đi, tới nhà ăn uống được rồi, cho vui được rồi. Đừng... không, em muốn làm. Xong ok. Xong mình biết sao. Hẹn bữa nay nè, chút nữa nè, 7:30. Giờ ổng đi đâu mất tiêu rồi. Mình nghĩ là ổng không có đi đâu hết. Thì mình mới nói ok cũng được, tại mình nghĩ ông ở nhà không chứ ông có đi đâu. Nhưng mà vậy nào hồi nãy Tấm đang ngủ, Tấm buồn ngủ quá Tấm đi với Hương đi nước ngoài đó. Trời ơi ra ngoài đó cắm bông này kia, mới nắng nữa, cái đi cả ngày. Buổi sáng sớm thì đi câu cá. Gì có đi câu biển. Cá nữa? Không phải, đi ra biển coi người ta câu cá. Xong rồi về rồi đi Costco. Rồi về rồi đi chợ nấu ăn kho cá này kia, xong đi nước mẹ. Trời đất ơi, về đây buồn ngủ quá, nằm ngủ. Mới ngủ được chút xíu, cổng vô nó. Em ơi em, anh đi nha. Ủa anh đi đâu vậy anh? Anh hẹn với lại Dạ Ly gì, anh Phạm Đăng Khương gì đó, Trần Nhật Vi gì đó. Qua bên đó chơi. Anh Khương còn có ngày ở đây à. Trời ơi, lúc đó tao đâu có giấu được nữa, tao phải nói luôn. Tao nói anh ơi anh ở nhà đi, tại vì Hương nó làm surprise sinh nhật cho anh đó. Anh hẹn với mấy người đi bữa khác được không? Ông nói bữa anh có nói với em còn mà sao em không nhớ gì. Nó ủa nhớ sực ra, ông có nói với tao, ông có nói với Tám. Ông nói là bữa đó em đi nha, có gì em quay YouTube cho vui. Nó đâu nhớ ngày nào đâu. Sao ngủ mà nói sụp surprise mới nhớ mới
chị nhớ sáng em gọi chị không mà chị không bắt phone. Xong mới gọi qua bà Hương là mới hỏi là chiều nay chị Khanh có lên không á. Là định là mua cái bánh surprise birthday chị Khanh, còn 2 tuần nữa birthday chị Khanh. Tôi mệt quá. Mà 2 tuần nữa không có ai ở đây hết á, em đi chơi rồi. Cho nên là nói thôi, nếu mà chiều nay chị Khanh lên thì mua cái bánh surprise birthday chị Khanh luôn. Cuối cùng hai cái surprise không có cái nào sập được. Bam luôn. Bây giờ gì nè, bây giờ là mọi người chưa có ai biết đó. À, có mình Tám biết à. Là coi như là cái lúc Tám mới nói là hẹn mấy người đâu khác không, nó không được, trời ơi hẹn lắm người ta còn đánh đàn chơi nhạc jam này kia nữa, nó không được. Cái ảnh mới nói vậy hẹn mọi người mấy giờ, nó 7:30 nói, ok 7:30 anh 8 giờ anh về. Mà nói ảnh là coi như mình chưa nói gì đi. Bây giờ mình surprise ngược lại. Bây giờ là coi như là chút nữa mày nhớ mà quay cho thiện quay con Hương á. Nó tới á, nó đem bánh đem đồ tới á. Mà quay cái mặt nó mà lúc mà tao nói là ổng đi rồi á, coi cái mặt nó làm sao giờ nó sụp lại luôn. Làm cho ổng sụp giờ nó sụp. Nhớ nha, lúc đó Hương nó tới á. Cái xong cái thiện cầm máy quay Hương nha, xong cái nó Hương ông Quang không có đây, ông đi chơi rồi, không biết nào ông về nữa, gọi ông bắt máy. Coi con Hương sao. Coi Hương nó làm sao nha. Chất quốc tội nghiệp. Trời ơi, nó chọc nó mới được cái tội surprise. Lúc hôm bữa, birthday bà này cũng vậy. Em gọi mọi người nha, gọi trong group luôn. Qua birthday chị Thơ nha, chị làm surprise chị Thơ. Cuối cùng té sập luôn. Sao quên rồi? Ủa ai tới vậy? Người có người tới. Không sao, bữa đó nói chị Khanh gì đó là chở chị đi đâu á xong rồi. Ủa? Không có cửa nữa, cửa. Ê quay. Ba khoan đợi. Ủa? Hai chị. Em với bà Thơ đang quay. Hai chị. Hương, tao nói không nghe em, mày đứng yên một chỗ đi, tao nói cho mày nghe một chuyện. Một cái chuyện mà tao đã nói trước rồi, mày surprise sực đồ làm chi. Bây giờ ông Quang đi bà nó rồi, ổng đâu có nhà đâu. Gọi ông không bắt phone luôn. Cái này sư tử sập tôi nè. Đi. Thiệt mà. Khóc quá. Có ổng không? Không ở phòng chị. Không có. Đi vô mày kiếm đi, mày kiếm ổng mày lục đi, coi không có nhà không? Chịu này em từ hồi bất thế em nha, anh Lê Quang. Không. Có mà trưng bày bàn ra vậy hả? Trưng bày cái gì? Không, đang quay, tại vì đang dọn dẹp bên đây nè. Đó, nó đi kiếm. Ngoại anh Quang đâu ngoại? Ai biết? Sao tôi biết được? Chắc đi chơi chứ đâu. Giờ chị đi kiếm anh Quang chưa? Nói thiệt anh Quang không có ở nhà đâu. Không, em nói thiệt. Anh Quang đi chơi rồi, gọi không được luôn. Tội surprise nè. Cái tội surprise nè. Đây nè, Hương nó mua đồ ăn tới nè. Đây, cái này là cục ở gì? Bánh nướng thịt nướng. Còn cái này là cái gì? Bánh nướng tôm cháy hai loại. Đây nè. Gà chiên nước mắm. Có surprise sinh nhật ông Quang mà cuối cùng Quang đi mất tiêu má. Giờ mấy chị em ăn cái sao vậy? Sập luôn. Cái này là bánh ướt. Đợi đây chứ tối ông là ông về tối tôi hồi bánh có gì đâu. Thì ủa tôi phải đông. Về chứ. Đi tiệc rồi. Về trễ lắm luôn á. Đó, nó mua nè. Đây, bánh su nữa nè, Hương mua nè. Cười quá. Ây da. Ủa cá ăn cơm. Chị Hương vô đây ngồi với em. Trời ơi, nãy đói quá ngủ dậy, đói quá ăn miếng cơm trắng với lại cá kho của Hương á. Ngon gì đâu á, Hương. Mình nhúc bom bị méo rồi à. Ngon. Cá má con kho cá kiểu Huế. Bom bị méo rồi. Đang chưa? Chưa.
mà sao má biết ngon? Nhìn mà mấy lần con nấu con thấy má không ăn đây. Giờ nó nay là nó khó. Dạ má hỏi cá ai kho vậy? Con. Xong nhìn qua má cái má nói, ủa con cũng biết kho cá hay vậy. Bởi vậy con mà má má biết đứa nào sao má hả? Má cười. Chị Hương, má đây ngồi. Nói bụng quá. Ăn cơm cháy nè, cơm cháy ngon lắm á, bữa nào em order em gửi qua cho chị. Vậy ngon dữ trời luôn á. Ngon. Ở đâu ngon vậy? Ở San Diego. Ngon dã man luôn, quá thử đi. Anh ăn hưởng miếng nè. Ăn đi. Hương mặt khen mà biết hả? Ngon cực kỳ. Rồi ngồi đúng không? 8 triệu ngay lâu quá không gặp chị. Ừ, 8 đi, hai chị em 8 thôi. Để coi kiếm cái này. Ohio sao? Ohio bình an là được. Hôm nay mấy đứa gọi về nó nói trời ơi làm tập tàn mà ngày nay mà người nào mà ngàn hết chỉ có bé làm nhất chậm nhất là nấu cho. Wow. Bé mà gì đó. Không. Thì coi mà... hỏi ở bên này coi có ai người ta muốn ta muốn kiếm tiền á, đi qua ô tô chỗ hơn thì anh chị em nào không cần thật sự ra là làm nail xuyên bang á. Mùa này bắt đầu vô là tới mùa hè là hốt tới rồi. Chừng cuối tháng 8, tháng 9 là muốn về ngược lại đây cứ về thôi. Có tại ai đi. mà sorry ở nhà nó đói bụng quá đi từ sáng giờ thì thôi. Thiệt nó ổn nữa nằm ngon quá đi. Cái này cũng ngon nè. Mắm hành cũng ngon. Ngon ha. Nó ngon ghê luôn. Mà chị biết cái này ngon. Là chị order nhiều được không? Được. Order qua bán hai ơi, liên lạc với em nha. Chị order 20, 50 bánh, 100 bánh cũng có nữa. Làm tại San Diego luôn hả? Cái này là nhà làm luôn. Cho nên là homemade nè, để chữ homemade. Chứ đem qua là có đâu có làm được trà bông đâu. Ngon thiệt luôn á, có gì liên lạc với anh Thiện, ngon quá. Không có, nãy em có nói tới số phone nè. Có ai vậy? Người làm là bạn hả? Bạn quen với Thiện, quen với em mà coi YouTube của bà Thơ hoài à. Chỗ ơi, cũng Hương làm có tiền lắm á, ai mà muốn cày để kiếm thực tiền. Thực sự ai mà làm nail á thì sẽ biết xuyên bang làm được lắm. Đúng rồi. Mùa này nên đi đi. Mà xuyên bang là phải làm thật là nhanh. Thế rồi tao cho qua tao qua đó tao làm được không? Chị làm gì? Làm không. Nail. Bà Thơ là qua đó là bà chỉ bà là không lấy liner, chồng liner vô xong bật nước. Xong cho khách ngồi đó lấy khăn rồi. Xong rồi thở vô làm. Lau chân. Xong rồi làm xong hết rồi cái bà dọn dẹp. Xong dục liner đi. Nó đó được ha. Được. Trời, bà vừa làm bà vừa khóc luôn. Giờ có thiệt. Rồi có bữa nào mà hả bà vui vui. Hi, how are you? Đưa tay vậy nè. Đưa tay vậy nè. Đứng chỗ hi, how are you? Sáng nay nói chuyện với anh chị. How are you? Are you okay? Trời, bữa bà vô bệnh viện bà cũng nói tiếng Anh dữ lắm chứ bộ. Ủa, mày có coi không? Có. Đó, tao nói đúng tại không? Vì mình không có được vô bệnh viện thôi, mình phải ở nhà mình theo dõi tình hình đúng không? Đó, bà nói quá chừng luôn. Nói anh đúng không? Bà hiểu. Sao mấy ngày nay nói chuyện nhiều mà gặp không. Thiện á, cái vía nó cao quá, nó đẹp rồi giờ em biết nói gì chưa? Chị biết không? Bà hiểu. Bà nói đúng. Nhưng mà nó hơi sai sai ha. Cái clip vừa rồi chị bỏ lên khen Hương quá trời sẵn đây. Hương cảm ơn cả nhà. Tại vì thật sự Hương có nói đó, Hương ít khi comment giống như Hương không nói chuyện á, như vậy thì Hương nói được. Mà không hiểu sao cầm cái môi lên mà comment không có một cái ý gì trong đầu hết. Mà sợ nói nó sai á thì vô duyên. Ở vô duyên lắm. Thành ra thôi sẵn đây Hương cảm ơn các cô chú nè, anh chị nè, em, bạn bè trên trên YouTube của 8 Cam Thơ vừa rồi. Thì Thơ mới post lên cách đây mấy tiếng mà Hưng đọc được mấy cái comment rất là dễ thương. Mấy trời ơi, thấy giống như mấy viên thuốc vậy đó, rất là thiệt. Hưng nói thiệt, cái tính Hưng sống tình cảm á đó, thấy không, nó biết mà. Hưng giờ cho cái gì cũng quý mà cái gì mà các bạn tình cảm. Chị Hương là rất là tình cảm, bởi vì mỗi lần mình có chuyện gì với tình cảm là mình gọi chị Hương chứ. Mình nói tao không có tình cảm không mày? Không phải. Bị bồ bỏ là rồi. Chị ơi. Nhưng khi chị
không có thiệt hả? Chị Hương gọi không có ai nhận hết á. Cái gì sụp? Hồng Hà đã tới. Hai anh nồng. Chị, giờ em ngồi đây em chờ chị Hương á. Sao nãy giờ em gọi chị Hương hoài không được? Nó chờ đi vô đây Hương, nãy giờ nó trong nhà. nó chờ hương tới để vô 1, 2, 3 surprise. Ai nhà không có chủ nhân nhà bông lấy bánh gì, hai đứa ngồi trong xe hỏi đu đủ thôi, đu đủ to mà đu đủ bò khô, ai thích ăn cái nào thì ăn. Thôi hai cái gỏi luôn hả? À, hai cái gỏi nhiều vậy mà nó khác nhau. Anh Hồng anh thích cũng mua hai thứ. Trời ơi, ai ăn cho hết ta. Em mở hết luôn. Ủa cái này của Lê cái quá. Cái này từ cái rái của chị. Nói là tôi tự sập tôi nha. Cái tiếng chờ mà để đi vô. Có ảnh thì ba đứa ông bông đi vô. Bây giờ mình tự sập mình vô. Không, đợi chút ổng về á. Cái mình nguyên đám mình happy birthday tú vô á không? Ổng đi đâu về á? Đúng rồi, đóng cửa lại khóa. Ủa nhưng mà ổng có chìa khóa nhà mà. Cái tội surprise. Trời lên nè. Làm bất đây mua bánh mua. Quá, bữa nay xuống bao nhiêu phao rồi? 12 phao hả? Giỏi luôn. Ôi giỏi quá. Chị với. Chị với kìa. 10.000 đô. 10.000 đô đó cưng. 10.000 đô đó cưng. 10.000 đó. Wow. Cái nhà có ai cho em mượn trước 5.000 em đi làm giờ tao đi nguyên góp để tao đi nguyên góp cho mày chưa sẵn đây cả nhà em mở một bánh mì cho cái nhà mà có anh nào tại chỗ 5.000 có anh này nè tao nè tao chờ mày trước nè rồi ôi bánh nữa kìa ai thương em tài trợ cho em xuống em đăng nỉ Lana xuống 12 phao em xuống em mới có người thương mà không em mất tự tin. Mọi người ơi em không cần 10.000 đâu, em chỉ cần 5.000 thôi. Không, em chỉ cần 5.000 thôi tại vì bác sĩ nói em rồi, cái bụng em hút là 5.000. Tôi có hút đâu, đai ẹt. Em không có chọn liệu trình đai ẹt. Xuống dễ sợ chứ, xuống quá trời luôn. 10 năm đó giờ anh nào tài trợ cho em. Ba, giỏi quá Lana, giỏi quá. Em giỏi sợ chứ, xuống đó. Có ai tài trợ cho em không? Hôm nay em ăn đầu tiên xin chị có đăng ký quyên góp mà làm thầy hả? Em lấy cái vỏ quyên góp cho chị cho. Cái vỏ quyên góp, có vỏ quyên góp nữa hả? Đây cái vỏ đây. Chị phải mang như thôi, chị phải mang như vậy nè. Đó. Mình đi quyên góp 10.000 nhưng mà cái vỏ mình hết 2.000 rồi. Như vậy nó mới sống. Trời ơi, Lana tới chị nói nghe nè. Em làm món nhiêu vậy? 12.000. Bao nhiêu? Đó là 10.000. 10.000, mà trên 10.000. Cái này là niềm mơ ước của em nè chị Cẩm Thơ. Cho em đi. Ok rồi, để cho chị mở hàng. Đồng quyên góp. Để ta mở hàng. Đây. Đây là cho Hương 500. 500. Chị ơi chị 10.000 vẫn mà 500. Nhiều người mà cứ mỗi người ít chứ. Đó, đang xếp hàng quyên góp cho chị kìa. Khoan từ từ nhiêu. 1.000 đưa bỏ gì chưa? Rồi. Rồi, ok. 7.000 rồi. 7.000 giảm đi để tôi xin trên Facebook nữa nha, đừng cho nhiều. Cho đồng thôi. 500. Em được 8.000 rồi và có ai 2.000 trên Facebook. Còn kia nữa kìa. Ngàn rưỡi luôn đó. Ngàn rưỡi. Còn 500 mà. Rồi còn đây nữa, đại gia nè. Đây để em móc, EW với đụng EW móc cho nhau chứ. Con sen. Thằng Mỹ. Đây đại gia, đại gia ngồi đây. Mày nó cho con sen là chị biết không? Là nó chửi mặt mình đó. Mày sọc hả? Tôi cho mày một sen. Sen này là nó chửi em đó chị Thơ. Vậy hả? Giờ tính sao? Mà em cần xin mấy em. Biết sao chửi không? Không ai đi xin nguyên góp 10.000 mà cái vỏ nó 2.000 rồi. Cái vỏ này là cái vỏ mà hàng lõm lõm. Hiệu hiệu này là Lâm Phương. Không, cái này là Louis Vuitton CBT. CBT đó là chợ bên Thành. Còn một người đại gia mày. Tôi xin ngoại. Ồ
Ờ vậy hả? Ngoại xin tiền giảm cân. Cho con xin tiền giảm cân, ngoại tính cho con nhiều. Trời ơi, xét tiền già của ngoại này cho luôn đó. Trời rồi, xong đi, đi. Đủ rồi, 10 ngàn rồi. Nhưng được cái đang về xét tiền già mà cái thẻ đi đi kêu. Bây giờ đủ chưa? Bây giờ em còn thiếu đúng 500 đô mà. Rồi, để tao đưa luôn nè. Rồi, 500, rồi xong. Rồi kia đủ rồi đó. Hèn cái nhà một tháng sau em ốm như Lan nè. Rồi đi 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 nấu lẩu đi. Trời ơi cá. Để nói cho cả nhà biết nè. Sáng nay đi biển mua được mớ cá có khố. Mà bữa nay bắt đây á em không có. Sáng đi biển. Không có mua gì hết á. Sáng đi biển hả? Em nhìn ngon quá ta. Em mời cả nhà bất đây của anh Lê con mà cái tấm lòng của em kho cái đồ cái gì này ăn với bún ngon lắm. Em kho cá thì có rồi đó nha, có rau sống đồ mà khổ nổi nhà này không có cơm. Mỗi ngày người đi về nhà lấy từ chén cơm ra đây ăn. Em dặn là mỗi người giờ đi ra tu go mua hộp cơm chắc cho cả nhà chỉ có không có cơm. Sáng nay là chị có đơn chị tám có đi hả? Có. Em có một nồi cá em mời mà nhân cơm ai nấy mang tới ăn. Mà bớt đi độc và lạ. Mà sơn mấy cá nục mời đến mà cho ăn cá không cho ăn cơm. Thì bỏ mấy cái này đi. Chị tiểu đường giờ chữ ái đi mua cơm đi. Đúng rồi. Nhà tiểu đường đâu có cơm. Mà hồi nãy em nói chị thôi là nhắc cho bé mà đóng tao không có gan nhắn mỗi đứa đề một cơm. Giờ em nhắn sẵn trên này luôn. Chị nó nói vậy nè, chị phải gắn trong cái group đó là chiều nay ai tới nhà tám ăn cá kho nục, cá nục kho rất là ngon thì mỗi người đem một hộp cơm theo để mà ăn cái cá chứ nhà tám có cơm. Cái xong cái tám mới nói sao không, tao không có đủ cán đam để nồi như vậy. Sao nói em đó, nhà em là cơm gạo ăn đường luôn. Ấn Độ. Nói chứ có kìa, nói giỡn thôi chứ có nguyên nồi. Đây yellow tail. Cá yellow tail. Đợt lại. Yellow tail. Đợt lại. Yellow tail. Đợt. Là con cá nó đi theo màu vàng. Yellow là màu vàng. Chị Nguyên đã tới. Vô đây. Vô đây, vô đây. Nè, đồ ăn quá trời nè. Vô đây, vô đây. Thấy cá kho mà chị Nguyên nè. Thương á, em kho á chị Nguyên. Ngon quá, giận quá. Bánh đâu, ổ bánh đâu, bánh đâu, bánh đâu, bánh đâu. Ai cầm ổ bánh đâu rồi? Đừng ra vô, đừng ra vô. 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 Đừng ra vô, đừng bông đâu bông, đứa cầm bông, ai cầm bông, ai cầm bông, rồi mở cửa, không đâu rồi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mọi người rất nhiều. Em từ phương xa, quay rất là ấm ức không dự được cái birthday của anh Quang. Mặc dù là cả là co rồi trẻ rồi, nhưng đây là cái tấm lòng của em với nguyên một cái nhóm. Ủa ai tắt đèn vậy? Công chúa. Tám cô lẫn là chị em tối nay là một cái surprise con mà em tưởng là em sập hầm rồi mà nhân giờ cuối là không sập hầm. Em đại diện trong cái nhóm này là chúc anh con là sức khỏe nhiều thiệt nhiều rồi luôn luôn là khỏe mạnh như vậy rồi cứ mỗi lần về là anh em mình gặp nhau nha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Lê Quỳnh rồi. Hỏi thằng cày đừng phun nước miếng. Để anh ướp. Yeah. Chúc anh con khi nào cũng như vậy. Thành khỏe vui vẻ. Có một ngày khỏe thì khỏe uống với em trai. Rồi xin mời quý khách vào.
tưởng nó xin mời quý khách về nữa chứ. Xin mời quý khách vào. Ủa cái đồ đo đường của anh đâu rồi? Đo thử em đo coi, anh mới đi chơi về có nhiêu đường. Ngủ. Hả? Ngủ đường. Ngủ đường. Anh ăn gì nãy? 145, ok. Giỏi. Happy birthday anh Lê Quang muộn. À. Cảm động không? Vui vậy. Coi coi vết thương bữa nay làm sao. Ok cũng được. Tạm ổn. Để em xức cái kem cho anh nha. Rồi chuẩn bị mình nhập tiệc nha. Rồi mời mọi người vô đi. Mời mọi người vô đi. Vô ăn cơm đi. Ơ quên lộn, vô ăn tiệc đi. Em mua đó. Em mua đó. Đây là đồ ăn của Lana nè. Đồ ăn diet 10.000 nè mọi người. Nghe chưa? Ủa sao cái lò này nó tắt lửa rồi vậy? Cái này là cái gì vậy Lana? Ờ cà, cà xay. Anh, Lana diet 10.000 á anh. Nè người ta cho ăn cái này nè anh. Anh muốn không? Anh muốn không? Anh cho anh 10.000. Anh diet. Coi cái gì đây? Còn cái này là khoai, mà khoai khoai tím á, khoai lang tím nó làm thành cộng bún á. Vậy hả? Dạ. Ồ. Nó đâu cho mà làm bún đó. Ghê vậy. Đó. Ừ. Cho mà làm bún. Còn này ăn nguyên đống ngò luôn. Ngò. Tại vì em mới nói là nó cho ăn nhiều ngò lắm. Ừ, ăn gì ngò? Mười hủ á hả? Chín hủ đều ngò. Ừ. Giống như ăn tại ngò á người ta nói là bài. Ờ, bài thuốc hả? Thuốc cho không cho ngò. Ừ. Nó là hành phi á. Hành phi á. À, hành phi. Hành sấy á. Ờ, giống sản phẩm quá ha. Hành sấy. Đó. Này đồ chua nè. Nó là không không được không béo không được không. Ờ, không mà nó sao đó. Ăn nổi ta. Cái con nhỏ này nó hay ghê. Ăn nổi các bạn ơi. Rồi mời mọi người nâng ly happy birthday mà không có ly. Đây, cái lẩu đang rất là sôi. Đây, nhân vật chính birthday boy. Đây, người sập hầm. Nhục mày. Anh đi nó chửi em nó sập hầm. Ăn gì vậy? Ăn lẩu. Đoàn rất rất nhiều luôn. Cá nục quá hả? Xuân nói cá nục kho ngon kìa. Nói với chị ngon chứ. Ủa mà sao cái gạo này nó dài dài? Gạo này là gạo. Gạo của Lê Quang mà. Đứng ngoài nhớ mất cá vô giùm nha. Gạo Lê Quang á. Tao nghe đồn mày no rồi hả Thiện? Em no rồi. Nè em thấy chị ăn ngon quá. Em phải ăn. Cái kỳ. Đây. Bánh xu. Ai ăn bánh xu? Bà ăn bả mà bả đĩa thấy em ăn bên đây luôn kìa. Ai ăn bánh xu không? Đâu ăn được không? Ăn được không? Lana ăn bánh xu lên nè. Trời không được. Chơi ác dễ sợ con người ta đang diet mà tối ngày ta cho nó ăn mấy cái này không mà ta ác dễ sợ tao tự tao thấy tao ác. Hai người bạn thân. Một người ngồi và một người đứng, một người muốn mập, một người muốn ốm. Một người bỏ tiền ra diet 10.000 còn một người bỏ tiền ra muốn mập 15.000. Đây. Đây ông này. Ông này thì muốn mập thì ăn hoài ăn quỷ, ăn quá trời quá đất mà ốm nhè ông nhất. Bà này thì ăn rau không mà muốn diet, ăn rau không mà mập lù. Mập chưa rồi, con đã mập thù lù. Đánh nhai. Thấy bà chị tôi chưa? Mập mà bà tặng chị nói nha. Chị nói là chị Hương mập thôi, chị đừng nói chị Hương mập thù lù. Chị nói làm sao? Ông yên cùng đó, ông anh tôi nè, ông đang đi chơi bỏ cuộc vui về với em. Ông đâu là em nó sập hồng chết cha luôn. Hồi nãy nó tới á anh. Cái em hù nó anh lấy. Méo muốn khóc đi rồi, muốn đi rồi cái mặt đó.
đi vô phòng kiếm nha, tưởng em xạo. Đi vô trong phòng kiếm xong rồi tính vô phòng thơ kiếm. Ờ nói ảnh đang ở trong phòng chị. Ờ vô phòng ngoại kiếm. Không tin, nói là mặt méo xẹo. Ờ. Hồi cái này như trăng rằm vậy đó mà méo luôn rồi. Ủa đâu rồi, đâu rồi. Còn tôi tới tới mua cái bánh cái hỏi ghi tên gì nói happy birthday Lê Quang. À nhạc sĩ Lê Quang rồi từng lờ luôn. Đó, Yvonne đã tới. Ôm nhau, ôm nhau. Để xe đâu Yvonne? Để xe đâu? Trời ơi. Không gặp nhau. Bao lâu rồi ta không gặp nhau. Đó rồi. Mới làm gì hả Yvonne? Ăn đi Yvonne. Quá trời đồ ăn Yvonne. Lầu cá tao nấu nè. Cá dê lầu theo á. Tao mà không về là chị em cũng gặp nhau. Thôi em vô trò nó em kia. Trời nó không nhẹo chị. Đúng rồi, nó chứ có làm mẫu được. Mọi người đang bàn chuyện nghề neo. Một tháng người này làm bao nhiêu, người kia làm bao nhiêu. Như một cái chợ luôn. Bởi vì bốn người đàn ông, ấy quên lộn đúng, năm người đàn bà bàn về chuyện neo và một người đàn ông bàn về chuyện neo. Cho nên là rất là sôi động. Đó, đang nói chuyện về neo đó các bạn. Bà đang đọc kinh hả? Cái gì á, mấy người chỗ khác á, làm bò. Đang bàn về neo mà Tám không biết nghề neo. Biết đó hả? Nó làm ombre. Dạ. Xin mời Quỳ Khạch ăn chạy cấy. Quỳ Khạch ban chiên néo à, em không có lâm néo, em không có bịa. Em hiểu. Em hiểu cái chí rửa. Em không có hiểu, mà chi nói cái chí rửa. Nói cái chí bố mố, em không có hiểu. Mới Quỳ Khạch ăn nhỏ, ăn dấu, ăn mịt. Ăn gì? Ăn mịt. Ăn mịt. Để đó là chi nhỏ. Ăn mịt đi. Cô o. O. Ăn cái chi? Cô ăn ó ăn cái chi rửa. Hai thứ lần này đó. Ó ăn cái chi. Cái này nè, ăn cái nước này. Con thì mấy cô mới ăn trà Huế. Con nghe nghe sợ. Online không có đi học. Con em anh ăn bún. Quấy cái chi rửa. Quấy ó ó ní ó ăn trà Huế. Mẹ ăn đồ ăn cũng không có ăn này đâu. Ôi tao nói chưa nghe. Nè chị con, nho ngon không? Ngon quá. Mít ngon không? Quá ngon. Dâu ngon không? Quá ngon. Cảm ơn. Cảm ơn một người fan đã tặng cho anh Quang và Tám và các bạn ba trái dừa ấu lộn lộn. Ba trái cây, ba miếng trái cây, ba loại trái cây. Chị Nguyên ăn mít thấy làm sao? Rất là ngon. Hỏi mua đâu cho ăn, mua cho ăn thêm. Không, em thấy chưa ngon. Nếu mà mai cho em bịch nữa. Ăn thêm bịch nữa mới chẳng nhé. Nho ngon quá ha Yvonne ha. Ngon quá. Nãy tự nhiên như bà nhập có đi vô xin tiền vui lắm, giờ làm lại hết làm được. Nè. Chính vì ai tạ xin lời. Nè. Cái dâu bự quá trời, dâu bự quá trời. Em đi xin tiền để đây làm bốn. Nguyên góp. Chị Nguyên, nó quyên góp 10.000 để nó làm ốp. Mà người ta cho tiền không khí không à. Em cho nó 500 bỏ vô bóp nó đó, tiền không khí không à. Tiền nói bằng miệng chứ không khí. Sướng không? Coi như là ăn xong là sạch nhách luôn, dọn sạch nhách luôn. Có ai đem về ăn không? Ồ, ai đem về ăn bớt đi. Đó, mỗi người dọn tay coi kìa. Sạch nhách luôn các bạn, sướng không? Sướng không? Tiệc đã tàn. Nhiều đồ ăn quá làm sao ăn hết. Bây giờ thì ráng ăn đi. Ai đem về bớt đi. Thiệt luôn á. Ờ, đúng rồi. Mang về giùm đi. Xong, trở lại như cũ nè các bạn. Đã không các bạn? Ừ, lấy đi.
lấy đi em, lấy vô cho nó thêm đem về ăn. Đó, cánh lục ngon đến nỗi là phải xin đem tu cô đem về nè. Hương ngày mai mình đi đi mua thôi chị Hương, quên lộn, chị Hương có mình đây mà chị Hương. Trời ơi nhiều quá, ăn mới vừa. Rồi không có nước sao ăn? Thôi kệ, ngon đi, ăn cơm nguội ngon. Yvonne ăn tới giây phút cuối cùng luôn nè. Ăn bánh xù. Yvonne ăn tới giây phút cuối cùng luôn nè. Yvonne ăn được làm vui và mừng thấy không? Đem về ông Yvonne nè, còn mấy cái đem về đi. Bây giờ biết lạnh là gì? Biết lạnh rồi hả? Chút rồi biết lạnh đâu. Vô kìa, qua cảm ơn mọi người vô kìa. Cảm ơn Nguyên. Rồi đi vô ngủ đi. Ê anh à, uống thuốc chưa? Lấy thuốc uống đi anh, thuốc đằng kia kìa. Thuốc ở dưới đó đó, dưới cái áo màu đen á. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây để sập hầm nhạc sĩ Lê Quang. Và bây giờ Lê Quang đã vào ngủ, mà tất cả các em gái vẫn còn ngoài đây bán chuyện trên trời dưới đất. Lê Quang điếc óc quá, Lê Quang vô phòng ngủ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và mình bye bye tại đây và xin hẹn gặp lại vào một đẹp một ngày đẹp trời. Tới đó rồi biết. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nhớ bấm nút like, share, subscribe cho bà Tám Cam Thơ. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye. Đi tới bất đây mà nói toàn chuyện meo không. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.